thì chữa cái tờ mà hydrocarbon trong đề thi học một trong số những câu mà tốt mà chúng ta hay gặp nhá đấy ạ hydrat hóa anken chỉ tạo được thành hai ancol rượu hai anken đó là thế thì hydrat hóa là gì dấu cộng đầu tiên này hydrat hóa nó là cộng nước nhá hydrat hóa nó là cộng nước chúng ta phải lưu ý cái chỗ đấy Vậy có nghĩa là bây giờ là anken cộng với nước thì tạo thành ancol rượu. Thế bây giờ mình cho cộng nước thôi. Thực ra chúng ta có một cái chú ý nho nhỏ đó là để mà hanken mà cộng nước chỉ tạo thành ancol rượu thì khi và chỉ khi anken đấy nó phải là đối xứng cao nhất. Được chưa? Thế nhưng bây giờ thầy lấy ví dụ như đáp án A đi. Là 2 metin propen. 2 metin propen này. Và bút 1 n Bút 1 n mà cộng với lại nước là HOH thì chúng ta nhìn thế này anh propen này bất đối xứng propen do nó bất đối xứng nên nó sẽ tạo thành hoặc là OH cắm ở đây hoặc là OH cắm ở đây riêng anh này nó đã cho ta hai sản phẩm rồi đúng chưa tiếp tục anh bút một n này cũng bất đối xứng nên anh bút một n này hoặc OH cắm ở đây hoặc OH cắm ở đây Vậy như vậy là hai cái này cộng với nước đã cho mình tận 4 sản phẩm chứ không phải là hai sản phẩm. Vậy mình loại đáp án này. À sai. Được không ạ? Mình sang đáp án B nhé. Propen và bút 2N thì sao? Thầy có propen này. Chúng ta phải nắm được tên. Propen này. Bút 2N này. để chưa? Bây giờ cho cộng nước là cộng HOH thì nó tạo thành này C này C này C này OH đính vào đây là một sản phẩm hoặc OH đính vào giữa là sản phẩm số 2 còn bút 2N này thì nó có trục đối xứng chính vì vậy nên OH cắm vào đây hay OH cắm vào bên cạnh là như nhau nhưng lúc này nó lại thu được 3 sản phẩm mà đề bài chỉ yêu cầu là thu được hai ăn côn thôi vì vậy nên nó vẫn xài đúng không ạ bây giờ mình xem thằng C nhá thằng C là Eten và bút 2N Eten và bút 2N thì đây Eten đây ạ Eten chính là Etilen bút 2N đây ạ thì khi tác dụng với lại HOH tác nhân bất đối xứng thì nó sẽ tạo thành C C OH đính vào đây hay OH đính đây như nhau một sản phẩm và cháu này oh, sorry chỗ này thầy ghi nhầm có nối đôi rồi đây ạ thì hoạt đính ở đây hoạt đính đây như nhau vậy nó tạo thành hai sản phẩm vậy là đáp án đúng chúng ta phải là đáp án c các em lưu ý nha đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án c và chúng ta lưu ý cho thầy rằng là hai ken mà tạo mà chỉ tạo thành hai côn rượu thì khi và chỉ khi hai ken đấy phải đối xứng cao nhất đối xứng cao nhất ở đây Etilen và bút hai được chưa ok nhá đấy là với câu số 1 đấy, câu số 1 cung hóa một ancan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom ăn thì đầu tiên mình phải nắm được là công thức tổng quát của ăn là gì? thì công thức tổng quát của ăn nó là CN h 2 n 2 đúng không? Brom hóa là tác dụng với lại Br2, monobrom vậy là tỷ lệ 1:1 để tạo thành CN h 2 n cộng 1Br cộng HBr. Vậy cháu này là dẫn xuất monobrom này, thu được dẫn xuất monobrom duy nhất đây ạ có tỷ khối hơi so với rô là 75,5 có nghĩa phân tử khối của anh này CN H2N cộng 1 BR nó bằng phân tử khối này tỷ khối so với rô là 75,5 vậy phân tử khối của nó bằng là 75,5 nhân 2 vậy hoàn toàn ở tại đây mình sẽ có này 12 nhân N cộng 2N là 14N cộng 1 Brom là 80 bằng 75,5 nhân 2 75,5 nhân 2 151 Và hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được n 151 trừ 80 1 bằng chia 14 bằng 5 N chúng ta bằng 5 N chúng ta bằng 5 Vậy suy ra ngăn can đấy của chúng ta Nó là C5H12 Và ngăn can đấy của chúng ta Nó là C5H12 Mà đề bài lại nói chúng ta rằng là chỉ thu được Một dẫn suất monobrom duy nhất được chưa? Một dẫn xuất monobrom duy nhất C5H12 Một dẫn xuất monobrom duy nhất Vậy thì nó chỉ có thể là trục đối xứng như thế này thôi Được chưa Đây anh này chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất Tại vì thoạt thế vào đây, thế vào đây, thế vào đây, thế, vào đây, thế vào đây đều như nhau Và anh này nó có tên gọi là gì thì Anh này nó có tên gọi là Neopentan hoặc là 2,2 dimethyl propan. Ok chưa ạ? 2,2 dimethyl propan. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Thì thì một cái câu như này là câu hỏi về của Ancan Thì nghĩ rằng là các em cũng đã gặp khá là nhiều rồi. Nhưng mà chữa được những cái câu như này để chúng ta có thể nâng cao cái khả năng chúng ta làm nhanh lên. Bởi vì uh, chúng ta nhớ được thầy một cái điều nữa là để mà sinh ra một sản phẩm duy nhất thì khi và chỉ khi cái anh alkan hay hydrocarbon đấy nó phải là đối xứng cao nhất. Mình nhớ cái điều đấy là mình chiến thắng nhá. gọi thầy gợi ý câu số 4 này. Hỗn hợp X có tỷ khối hơi so với hiro là 21,2. Hỗn hợp X có tỷ khối so với hiro. Thế là hỗn hợp X này của chúng ta gồm gì? Propan này. C3H8. Propen. C3H6. Propin. C3H4. Vậy là điểm chung của bọn này, điểm chung của bọn này đều là C3. Vậy thầy có thể đặt cái hỗn hợp X này của thầy nó là C3HA được không? Với A là số nguyên tử hydro trung bình của C38 của C36 của C34. Đúng không? Thế thì ở đây mình có nhá, tỉ khối so với hydro là 21,2. D của X so với H2 bằng 31 bằng 21. 21,2. Vậy hoàn toàn mình sẽ có là phân tử khối trung bình của hỗn hợp X chia cho h phân tử khối của H2 bằng 21,2 và hoàn toàn mình tìm được phân tử khối trung bình của hỗn hợp X nó sẽ bằng là 21,2 nhân với phân tử khối của H2 bằng 2. Vậy nó bằng là 42,4. Đấy chưa? Nó bằng 42,4 thì ở đây mình sẽ có này. Hỗn hợp X mình vừa mới có cái công thức của nó là C3HA. Vậy suy ra mình sẽ có là 12 nhân với 3 cộng với A thì bằng 42,4. Vậy từ đây mình sẽ tìm được A bằng A bằng bao nhiêu ạ? 42,4 trừ đi 36. 42,4 trừ 36 bằng 6,4. 6,4 Vậy với A bằng 6,4 thì suy ra cái công thức anh này là C3H6,4 Đây có khả năng cao đây là lần đầu tiên các em nhìn thấy phương pháp giải như này Ok chính xác Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X chính là 0,1 mol này tác dụng với oxy thu được CO2 và H2O bây giờ câu chuyện nó rất đơn giản rồi mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon nhé 0,1 x 3 0,3 bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro 0,1 x bằng 6,4 bằng 0,64 chia 2 bằng 0,32 và ở đây thì chúng ta sẽ tìm được khối lượng của CO2 và khối lượng nước rất dễ luôn khối lượng của CO2 và khối lượng nước 0,3 x 44 cộng 0,32 x 18 bằng 18,96 g. 18,96 gram vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. bỏ. Ok các okay. em thấy dễ không ạ? Quá dễ nhỉ. Số đồng phân hydrocarbon thơm, lưu ý nhá, hydrocarbon thơm. Hydrocarbon thơm là trong phân tử của nó phải chứa vòng benzen các em nhớ chưa? Hydrocarbon thơm là trong phân tử của nó phải chứa vòng benzen. Vậy này C8H10 mà chứa vòng benzen thì thầy cứ làm cái cách phân tích này nhá. 8, vòng benzen là có 6 carbon rồi thế này cho dễ vậy này 6 carbon nhá vòng này c này c d một đồng phân đúng không d đồng phân số 1 nhiều bạn làm đồng phân phải vẽ ra nhưng các bạn non cách thầy làm này cách thầy làm nhanh hơn nhiều 6 cộng 1 cộng 1 này Bây giờ thầy đánh số này các em nhìn nhá Ok chưa Nhìn này C này Vậy là thầy còn một C nữa đúng không Thì một C điền vào đây nếu điền vào đây này thì là vị trí số 2 đồng phân số 2, điền đây vị trí đồng phân số 3, điền đây là thằng số 4. Vậy tổng cộng thầy có 4 đồng phân thì không phải vẽ hết. Nhá, thầy không phải vẽ hết. Cái quan trọng là chúng ta không phải vẽ hết. Và ở đây mình sẽ có 4 đồng phân. Ví dụ như ở cái vị trí số 2 thì chỉ thêm một nhánh carbon vào vị trí số 2 thì là thành đồng phân số 2. Thêm một nhánh carbon vào vị trí đồng phân vào vị trí số 3 này là thành đồng phân số 3. Thêm một nhánh carbon vào đồng phân số 4 này thì là vị trí đồng phân số 4 làm rất là nhanh luôn và chúng ta chọn được câu 5. Đáp án A. Ok nhá, thì thấy rất nhiều bạn có comment đáp án A à, cho isopentan tác dụng với clo. Isopentan, pentan có 5 carbon, iso ở đây này. Được chưa? Tác dụng với lại theo tỷ lệ clo theo tỷ lệ số mol là một chia một nhá. Đây là sản phẩm đây là đây là phản ứng thế mono rồi. Đúng không? Các em nhìn nhá, đề bài hỏi là số sản phẩm. Thường là các bạn phải viết hết ra nhưng đối với các bạn học thầy không phải viết, đề là trục đối xứng này, anh carbon này anh carbon này giống nhau. Vậy là hoặc thế ở đây là đồng phân số 1, thế ở đây đồng phân số 2, thế ở đây đồng phân số 3, thế ở đây đồng phân số 4 nhanh chưa? Và sản phẩm chính sẽ ưu tiên vào nguyên tử carbon có bậc cao nhất thì sản phẩm chính sẽ ưu tiên thế ở đây, vị trí carbon số 2. Vậy đây chúng ta có bốn đồng phân hay là bốn sản phẩm? Đáp án đúng đáp án B, rất nhanh. Nhá. Siêu nhanh luôn các em nhìn thấy cách của thầy nhanh không? Thay vì việc mình phải vẽ hoặc clo ở đây, hoặc clo ở đây, hoặc clo ở đây, hoặc clo ở đây thì mình đánh số, vẽ phát xong. Chiêu cực kỳ kinh điển ô carbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết sigma. Cái liên kết sigma này thì nó tương đương với lại là liên kết đơn các em ạ. Có nghĩa là trong phân tử nó chỉ có liên kết đơn Được không ạ? Có hai nguyên tử carbon bậc 3 trong phân tử à, Thì ngon rồi Đốt cháy một thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 Ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất Thì các em lưu ý cho thầy nhé Nếu mà là thể tích mà cùng điều kiện nhiệt độ áp suất thì mình coi nó như số mol Để tính toán Được chưa Mình coi nó như số mol để tính toán Vậy thì hoàn toàn ở đây mình sẽ tìm được Là số nguyên tử carbon Của anh x sẽ bằng là 6 chia 1 Bằng 6 Mà đề bài nó là chỉ có liên kết đơn Chỉ có liên kết đơn thì tương đương với nó là an can Đúng không Hydrocarbon trong phân tử chỉ liên kết đơn Thì nó là an can An can mà Ankan can này nó phải là C6H14 chứ Ăn mà chỉ liên kết đơn mà Nó không thể là ken. Được chưa Thế mà nó lại có hai nguyên tử carbon bậc 3 trong phân tử Kết hợp với có hai carbon bậc 3 Vậy thì chắc chắn cháu nó phải là anh này Đây hai carbon bậc 3 đấy Bậc các em lưu ý, ý nhá bậc của nguyên tử carbon là bằng số liên kết của nguyên tử carbon với các nguyên tử carbon bên cạnh đây này một hai ba một hai ba đúng chưa hai nguyên tử carbon bậc ba với anh c 6 h 14 thì không còn anh nào có hai nguyên tử carbon bậc ba nữa hai nguyên tử carbon mà có bậc ba nữa đấy chưa thế bây giờ này đề bài hỏi là khi cho nó tác dụng với lại clo thì số dẫn xuất mono clo tối đa sinh ra là bao nhiêu tác dụng với lại cl 2 ánh sáng kích thích tỷ lệ 11 sinh ra được bao nhiêu dẫn xuất monoclo thì thầy vẽ thằng này cho dễ nhìn này c này c này c này c này chúng ta nhìn thấy đây có trục đôi xứng nhá đây có trục đôi xứng nhá anh này với anh này với anh này anh này giống nhau được chưa vậy này clo thế một clo thế một kilo vào đây vào đây vào đây vào đây là như nhau đều chỉ tạo thành một sản phẩm được không ạ Thế vào đây là sản phẩm số 2 và đây đây giống nhau. Vậy suy ra khi cho x tác dụng với clo thì số dẫn xuất mono clo tối đa mình sinh ra là mình chỉ có hai thôi. Nhá, nên ta bán đúng người ta án B. Cái việc học giỏi hóa hữu cơ hay không là cái vấn đề là chúng ta có hiểu về vấn đề đối xứng hay không. Mà muốn hiểu vấn đề đối xứng là mình phải vẽ ra. Nhá, nếu chúng ta không vẽ ra là chúng ta không hiểu được, không hiểu được thì chúng ta không giải được, không giải được thì coi như chúng ta mất gốc, mất gốc là là sau này gần như không làm được nữa các em phải lưu ý rằng là mình cố gắng mình chăm một tí mình vẽ thôi là mình nhìn thấy. Nhá. 3 hydrocarbon XYZ là đồng đẳng kế tiếp. Lưu ý cho thầy nhá, XYZ là đồng đẳng kế tiếp. X này. Y này. Z này là đồng đẳng kế tiếp, đồng đẳng kế tiếp thì hơn kém nhau một thay nhiều một nhóm CH2. Vậy Y hơn X một nhóm CH2 có nghĩa là hơn 14 đơn vị carbon. Z hơn Y một đơn nhóm CH2 vậy là hơn 14 đơn vị carbon, được chưa? Vậy hoàn toàn ở đây. Được chưa? Vậy hoàn toàn ở đây ta sẽ có là phân tử khối của Z trừ đi phân tử khối của X bằng 14 nhân 2 bằng 28. Mặt khác, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta giải hệ, mình sẽ tìm được phân tử khối của x bằng 28 và phân tử khối của z bằng 56. Được không ạ? Thế thì chúng ta tìm được phân tử khối của x bằng 28 và phân tử khối của z bằng 56 thì ngay lập tức chúng ta suy được ra luôn cái anh x của chúng ta nó chính là anh c 2 4 và anh Z của chúng ta nó chính là anh C4H8 Bởi vì chỉ có C4 với phân tử khối là 28 Và chỉ có C4H8 mới có phân tử khối là 56 Vậy anh này này C2H4 Y C3H6 Và Z C4H8 Bây giờ quay trở lại bài của chúng ta À X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng nào Ôi thế thì thầy dạy, dạy thừa quá rồi Vậy X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng Nhìn này biết ngay nó là dãy đồng đẳng của gì ạ Của Ankem Kem nhá Dãy đồng đẳng của Ankem Dễ không các em Dễ mà môn hóa dễ lắm nhá Môn hóa dễ cực Nào câu số 9 nào Câu số 9 các bạn cùng làm xem nào Câu số 9 này thầy nghĩ rằng là nào? đa số tất cả các bạn cũng đang theo dõi buổi học ngày hôm nay đều giải được câu số 9 câu số 9 đáp án gì ạ dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp lưu ý với thầy trùng hợp nhé chúng ta nhắc lại định nghĩa trùng hợp trùng hợp là một cái phản ứng mà kết hợp nhiều phân tử giống nhau để tạo thành một phân tử lớn đúng không hay còn gọi là đại phân tử thì các phân tử nhỏ đấy tiểu phân nhỏ đấy được gọi là monome phân tử lớn được gọi là polymer Thế nhưng học rất nhiều về trùng hợp Nhưng các bạn lại không nắm được điều kiện để xảy ra phản ứng trùng hợp Thì ở đây thì nói chúng ta điều kiện để xảy ra phản ứng trùng hợp Điều kiện để xảy ra phản ứng trùng hợp Điều kiện để xảy ra phản ứng trùng hợp là gì? Là nó có liên kết đôi CC Hoặc vòng kém bền Thì cái vòng kém bền này lớp 12 chúng ta mới học Còn ở đây bây giờ chúng ta cần nắm là để xảy ra phản ứng trùng hợp thì nó có liên kết đôi CC là được. Ok chưa? Và như vậy là chúng ta đã đủ dữ kiện để chúng ta giải câu 9. Các bạn cùng có à, comment đáp án xem câu 9 đáp án. Câu số 9 ạ. Nào nào nào. Câu số 9 ạ. Dãy gồm các chất đều khả năng tham gia phản ứng trùng hợp nhá. Thế vậy anh ta nhìn này, styren này. Styren CH nối đôi c 2 các em nhìn thấy không? Có nối đôi CC chưa? Vậy là có trùng hợp. Nhưng mà cờ lo benzen Cờ lo benzen không có nối đôi CC Mà có nối đôi CC nhưng nó nằm trong vòng rồi nên là không trùng hợp được Nên ý A loại cờ benzen Được chưa ạ? Sang ý B nhá 1,1,2,2 tetra flo eten Các em nhìn này các em sợ đúng không? Đây eten viết trước này 1,1,2,2 hai Tetrafluorten này anh này có nối đôi CC các em nhìn thấy không? Có trùng hợp. Propylene có nối đôi CC, có trùng hợp. Styrene có trùng hợp, mình vừa viết xong. Vinyl CH nối đôi, CH2 nối đôi, CHCl có nối đôi CC trùng hợp. Vậy đáp án đúng ở đây của chúng ta nó phải là đáp án B. Còn đáp án C sai ở đâu? sai ở cumen các em nhìn nhá cumen này này cumen hay còn được gọi tên gọi khác là isopropin benzen anh này có nó đôi cc nhưng nằm trong vòng nên không có trùng hợp nhá được không ạ ok không ạ vậy đáp án đúng chúng ta đáp án b không sao cả đấy chúng ta làm một lần thôi nhá thấy chưa một lần là các em nhớ được còn gì nữa đúng không nào câu số 10 ạ câu số 10 đáp án gì Câu số 10 đáp án gì? Đấy thì vẽ hết ra là chúng ta biết. Đúng không? Mình cứ làm theo kiểu hiểu bản chất là thành câu Mình không biết từ tầng lợi ích của mình là ancan hay anken hay ankin nhưng mà phản ứng với HBr thì nó là phản ứng cộng rồi. Thì nó chỉ có thể là ancan hoặc ankaden hoặc ankin thôi. Mình nhìn đáp án mình có này. Bút 2n là anken, propylen là anken, bút 1n là anken. Vậy là có 3 đáp án là anken, một đáp án là ăn là can Vậy bây giờ mình sẽ giải theo cái trường hợp số 1, nó là anken trước đi cho dễ. Đấy chưa Trường hợp số 1 Nó là Anken Thì nó sẽ có khả năng vào đáp án A, C, D Còn nếu mà không ra được đáp án Hoặc A, hoặc C, hoặc D Thì mình chọn luôn đáp án B luôn Được không ạ Vậy ở đây Anken thì công thức tổng quát của nó là CN H2N Khi phản ứng VAT BR Đây phản ứng, đầu, đầu tiên là phản ứng Brom Trong dịch theo tỷ lệ mon 1-1 trước đã cộng brom giao dịch theo tỷ lệ mol 11 một một, thì anken cộng brom thì nó sẽ tạo thành là cn h2n br2 thì đây chính là hợp chất hữu cơ y này và bên trong anh y này chứa 74,08% phần trăm brom về khối lượng các em ạ 74,08% phần trăm brom về khối lượng vậy có nghĩa mình sẽ có phần trăm về khối lượng của brom nó sẽ chính bằng là khối lượng của brom trong y đây là 80 x 2 Chia cho phân tử khối là 12N Cộng 2N Cộng 80 x 2 Bằng 70,08% 74,08% Có nghĩa là 74,08 phần 100 Và đến đây mình bấm máy tính là mình tìm được N N bằng Các bạn bấm máy tính đồng thời xem nào N bằng bao nhiêu đây là 160 này. À chia cho này 0,7408 này bằng này. Được bao nhiêu trừ đi 80 x 2 trừ 160 này. Được bao nhiêu chia 14 này, 12 cộng 2n là 14 này. 3,99. 3,99 thì tương đương với n bằng 4 rồi. 3,99 thì gần bằng 4. Vậy suy ra anh anken này nó là C4H8. Được không ạ? Thế bây giờ đề bài lại cho chúng ta là X phản ứng với HBr Đấy có nghĩa là C4H8 tác dụng với HBR Thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau hai sản phẩm hữu cơ khác nhau Vậy để mà một anh ăn ken tác dụng với anh HBR thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau Khi và chỉ khi anh ăn ken đấy phải là bất đối xứng Là anh này Thì khi cộng HBR mình sẽ thu được hai sản phẩm khác nhau Hoặc BR cắm vào đây H vào đây hoặc BR cắm vào đây H vào vị trí còn lại Đấy chưa Và anh này có tên gọi là Bút 1N Đấy chưa Bút 1N Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D các em nhé Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D Bút 1N Ok chưa Mình sang câu số 11 này. Các bạn có hiểu bài không ạ Các bạn có hiểu bài Đầu tiên mình viết thằng ba etin pentan ba on đã. Đây. Pentan này. Ba etin này. Ba on này. Được chưa? Vậy hợp nước mà tạo thành nó thì bắt buộc cái liên kết đôi đấy. Nó nằm ở đây hay nằm ở đây hay nằm ở đây đều như nhau là vì đối xứng. Đúng chưa? Thì đây là sản phẩm chính. Vậy anh này có tên gọi là 1 2 3 4 5. 3 etin pen tờ 2n. 3 etin pent 2n. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B nhá các em nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Cho buta 1,3 dn phản ứng cộng với brom. Buta 1,3 dn cộng với lại brom. Theo tỷ lệ mol 1:1 thì mình sẽ có đầu tiên là cộng 12. Có nghĩa là cộng ở vị trí carbon số 1 và vị trí carbon số 2. Đây ạ, thì brom vào đây. Brom vào đây và liên kết đôi này giữ nguyên. Được chưa ạ? Cộng 14 là cộng vào carbon số 1 và carbon số 4. Brom vào đây. Brom vào đây và liên kết đôi còn đây thì kết năng này thì nối đôi đầu mà đầu mạch đến không đồng phân hình học nên anh này này nối đôi này có đồng phân hình học này để bài hỏi xét cả đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học vậy mình sẽ có là một hai cộng một đồng phân hình học nữa là ba được chưa vậy tổng cộng là chúng ta sẽ có ba anh nhá đáp án đúng là đáp án D được chưa Đấy, mình lưu ý cho thầy nhá đáp án đúng là đáp án D thì riêng với bọn ankarien mình phải lưu ý là nó có kiểu cộng một hai cộng một bốn và cộng ba bốn Thằng butadien bởi vì nó có trục đối xứng nên nó không có cộng 3 4 nhưng thằng isoprene nó có cộng 3 4 nhá. Khi đốt cháy hoàn toàn một hydrocarbon X bất kỳ, nếu thu được số mol CO2 bằng số mol nước thì X là anken, chưa trắng chưa chính xác. Mình chỉ khẳng định là X là CnH2n được thôi. Bởi vì nó còn có thể là cycloankan. Bởi vì cái công thức CnH2n này là công thức phân tử của cả anken và cả cycloankan. Mà đây chỉ cho hydrocarbon X bất kỳ, nếu cho hydrocarbon X mạch thở thì là anken là đúng. Nhưng đây là bất kỳ thì nó có thể là cả anken cả cycloankan nên đây mình chỉ thể khẳng định là CNH2N thôi. Nên A sai rồi này. Tăng chưa? Trong thành phần hợp chất hữu cơ thì nhất thiết phải có carbon, cái này chắc chắn đúng. Bởi vì hợp chất hữu cơ là hợp chất mà chắc chắn là có carbon mà, nó là hợp chất của carbon. Liên kết chủ yếu trong hợp chất hữu cơ liên kết cộng hóa trị, đúng tiếp. Những hợp chất hữu cơ khác nhau có phân tử có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau. Cái này sai. Cái này nhiều bạn cứ nghĩ nó đúng nhưng nó sai. Thầy lấy ví dụ nhá. Thầy lấy ví dụ như anh này này. C3H8O và C2H4O2. Hai anh này đều có cùng phân tử khối là bằng 60. Phân tử khối bằng nhau đấy. Nhưng nó không phải đồng phân của nhau, bởi vì đồng phân của nhau thì nó phải làm sao? Thì nó phải có cùng công thức phân tử với nhau cơ. Được chưa? Vậy dây sai. Kinh chưa? Xoắn chưa? Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng xác định là sai, phản ứng hữu cơ thường xảy ra chậm. Đúng chưa? Và theo nhiều chiều nhiều hướng. Vậy ở đây mình chỉ có phát biểu B và phát biểu C là đúng thôi. Nhá. Nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, các em lưu ý ạ. Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B. Câu 13 đáp án đúng là đáp án B. Thì tuyên dương tất cả các bạn trả lời là 13 Mai hỏi rõ ràng là số đồng phân cấu tạo C5H10 mạch hở mà phản ứng được với dung dịch brom mạch hở mà phản ứng với dung dịch brom thì nó chỉ có thể là anken thôi đúng không ạ mạch hở hở nhá mạch hở nhưng mà nó chỉ phản ứng được với dung dịch brom vậy thì nó chỉ có thể là anken thôi vậy tương đương với việc câu hỏi ở đây là c 5 h 10 c 5 h 10 là có bao nhiêu đồng phân anken được chưa c 5 h 10 có bao nhiêu đồng phân anken C5 mắt 10 chúng ta đầu tiên mình đi tìm nhé các em cùng chú ý cái cách tìm đồng phân ăn thầy này ở đây đề bài hỏi là bao nhiêu đồng phân vậy là đồng phân cấu tạo đề bài hỏi chúng ta là có bao nhiêu đồng phân cấu tạo vậy đồng phân cấu tạo thì tương đương với là không xét đồng phân hình học nhá vậy là c năm mắt 10 tương đương với việc hỏi là c năm mắt 10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo không tính hình học mạch chính c 5 này các em nhìn kỹ nha cách điền liên kết đôi này hoặc liên kết đôi điền đây đồng phân số 1. Liên kết đôi điền đây đồng phân số 2. Được chưa? Mạch C4 này. Trục đối xứng này. Liên kết đôi điền đây đồng phân số 3. Điền đây đồng phân số 4. Điền đây đồng phân số 5. Được không ạ? Anh này sẽ không có đồng phân. Anken tại vì nó phun hóa trị rồi. Nên không thể điền nối đôi vào đây nữa. Vậy tổng cộng ở đây. Anh C5H10 chúng ta sẽ có 5 đồng phân cấu tạo. Không xét hình học. Ok men chưa Ok men chưa Đúng rồi chính xác nha chính xác rất tốt tuyên dương tất cả các bạn chọn câu 14 đáp án D u rồi câu 15 này mới hay này câu 15 này mới hay này. các bạn chọn 15 đáp án gì 15 này mới hay này 15 này là hydro hóa hoàn toàn hydro mạch thở vậy thì cái anh hydro này nó có khả năng cộng hydro thì những cái anh nào có khả năng cộng hydro anken Ancadien, Ankin, nói chung là tất cả những anh mà có liên kết bội thì đều có khả năng cộng hydro. Vậy thu được isopentan thì đầu tiên isopentan là anh này đã. Vậy mình chỉ cần là có mạch chính là isopentan thôi. Thế đầu tiên mình xét những anh là anken. Thì nối đôi thế là đồng phân số 1 này. 2 này. 3 này, hỏi cấu tạo thôi nên không xét hình học. Xét những thằng dễ trước, xong xét đến ăn bây giờ các em mới thấy là đánh số thầy bá đạo ăn thì cái ba không điền đây không điền đây không điền đây được đây là anh số 4 được chưa đến ăn kdn ăn nối đôi điền đây và nối đôi điền đây là anh số 5 nối đôi điền đây và điền đây là anh số 6 Đúng chưa Và còn một trường hợp nữa là có cả liên kết đôi Và liên kết 3 Đây ạ à. Đây là anh số 7 Các bạn hiểu chưa Vậy tổng cộng ở đây với cái câu hỏi là hero hóa hoàn toàn hero carbon mạch hở x mà thu được isopentan thì chúng ta sẽ tổng cộng là số công thức cấu tạo có thì có của chúng ta nó là 7 anh ạ nhá. nên đáp án đúng là đáp án C ạ. Ok chưa Đấy, như các bạn thấy là cái đề này rất rất hay Đúng không? Toàn là những câu dễ thôi Nhưng chúng ta rất dễ bị lừa Chính vì vậy nên là thầy có cái buổi học này Để thầy giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta làm chắc hơn về mặt kiến thức